Theo đơn khởi kiện của ông Đặng Thanh Tòng, ngụ ấp 3 xã Thất Dân, thành phố Cà Mau, vào ngày 6 tháng 3 năm 2005 âm lịch, ông Tòng có nhận chuyển nhượng bằng giấy nhượng đất viết tay của ông Nguyễn Văn Triệu phần diện tích đất 405m2 với giá 8 triệu đồng. Đến ngày 15 tháng 2 năm 2005 âm lịch, sau khi nhận đủ số tiền 8 triệu đồng, ông Triệu đã giao phần diện tích đất trên thực tế cho ông Tòng quản lý sử dụng. Đến ngày 9 tháng 11 năm 2009 âm lịch, ông Tòng đã viết giấy chuyển nhượng đất nền cho ông Ngô Văn Dũng một phần diện tích đất 198m2, ngang 9m, dài 22m, với giá 25 triệu đồng. Ông Dũng đã trả đủ tiền chuyển nhượng đất cho ông Tòng. Do điều kiện kinh tế khó khăn, ngày 9 tháng 4 năm 2015, ông Ngô Văn Dũng viết giấy tay sang nhượng lại một phần đất cho ông Lê Hoàng Đậu và bà Trịnh Thị Oanh. Theo đó, qua hai lần, ông Dũng đã chuyển nhượng tổng diện tích 57m2 với số tiền 8 triệu đồng. Trong đó, lần thứ nhất chuyển nhượng diện tích 17m2, ngang 1m, dài 17m, giáp đất với ông Triệu. Và lần thứ hai chuyển nhượng ngang 8m, dài 5m, diện tích là 40m2. Tuy nhiên, hiện nay cho rằng vị trí giáp ranh đất giữa ông Tòng và ông Triệu ở vị trí khác, nên ông Triệu đã lấn chiếm một phần diện tích đất khoảng 162m2, ngang 3m, dài 54m. Vì thế, ông Tòng làm đơn yêu cầu và được Ban Nhân dân ấp 3, Ủy ban Nhân dân xã Thất Dân tổ chức quà giải thành, với vị trí ranh đất được thống nhất xác định theo các cột mốc mà ông Tòng đã cấm trước đây. Nhưng sau đó, ông Triệu chỉ đồng ý trả lại phần diện tích đất ông Tòng đã chuyển nhượng cho ông Ngô Văn Dũng, mà không đồng ý trả lại phần diện tích 96m2, với chiều ngang 3m, chiều dài 32m. Trong khi tôi sang nó là mấy năm trời không nghe tranh chấp gì hết. Trong khi sau này tôi cắt nhà rồi lên cũng không ai nghe nói tranh chấp gì hết. Sau này tôi mới sang lại cho cô Oanh đó là bề dài là 17m, bề ngang có 1m vô. Rồi sau này con tôi khổ quá tôi mới sang là bề ngang 9 thước, bề dài, bề vô mặt tiền ở 5 thước. Mà bây giờ lại tranh chấp. Mà tôi bức xúc quá nhờ chính quyền giải quyết. Sao cho tôi thỏa đáng thôi, y như cũ, như một lần gì đó được rồi. Mua, lúc tôi mua thì không có tranh chấp gì hết. Thì tôi cũng tiền, tôi cũng chồng cũng đầy đủ hết rồi. Nhưng mà giờ đất thì tôi không có được sử dụng làm gì được hết, cứ tranh chấp suốt gì đó. Thì tôi giờ cũng nhờ quyền coi cái đằng mà vô sử dụng cho tôi lấy lại để tôi sử dụng đất của mình. Thì gần đây là xảy ra tranh chấp là miếng đất là tôi sang cho ông Triệu sang cho tôi á, là bề ngang á, mặt tiền là 12m, hậu á, là 3m, dài 54m. Sau đó tôi bán lại cho ông Ngô Văn Dũng một phần để cất nhà là ngang 9m, dài 22m. Ông Triệu bắt đầu là mới nói là cái phần đất là bị ổng tôi lấn đất ổng, cho nên ổng cầm ổng nhổ tùm lum hết trơn, ổng nhổ trụ các trụ ganh cũ ổng bỏ hết trơn, ổng mới lấn đất. Nhưng trong văn bản giải quyết như vậy, nhưng mà sau khi ông Triệu không thực hiện, ông Triệu nhổ bỏ hết trụ ganh cũ cầm lại hiện trường mới để lấn đất tôi. Bề ngang hậu cũng vậy mà tiền cũng vậy, lấy hết cái hậu 3 thước bán cho tôi đã lấy hết, còn cái phần tôi bán lại cho người ta 9m, tôi còn lại 3m cũng bị ông lấy hết, ông chiếm hết. Xin cho tôi hỏi, chúng tôi là những người dân bán đất với nhau, về thủ tục thì chỉ làm bằng giấy tay, ký nhận với nhau bằng giấy tay và cũng có người xóm riêng chứng kiến, như vậy thủ tục này có được pháp luật thừa nhận hay không? Thưa quý vị khán giả, hiện nay tình trạng mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất được người dân thực hiện rất nhiều, đặc biệt là sang nhượng, chuyển nhượng bằng giấy tay thì diễn ra rất phổ biến. Thông qua sự việc của ông Đặng Thanh Tòng ở ấp 3 xã Tác Dân, thành phố Cà Mau, thì hôm nay phóng viên báo Cà Mau có dịp gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với ông Ngô Đức Bính, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh, cũng là trợ giúp viên pháp lý trực tiếp xử lý vụ việc của ông Tòng. Vâng, thưa ông, thì thông qua những thắc mắc của ông Tòng thì xin ông cho biết là việc mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy tay thì có hiệu lực pháp luật hay không ạ? Chào Văn Anh, chào quý khán giả. Thì trong trường hợp của vụ việc ông Thanh Tòng thì việc chuyển nhượng đất đai
là phải được thực hiện theo quy định pháp luật, phải qua công chứng, chứng thực để đảm bảo cái hiệu lực trong thực thi và chuyển nhượng giữa bên bán và bên mua. Tuy nhiên, việc sang nhượng bằng giấy tay như trường hợp của ông Tòng thì căn cứ theo Điều 129 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định thì tuy rằng là giấy tay không đảm bảo về mặt hình thức, nhưng trên cơ sở về mặt nội dung giữa bên mua và bên bán đã chuyển giao và việc mua bán trên thực tế đã diễn ra, có nghĩa rằng bên nhận chuyển nhượng đã trả đủ tiền chuyển nhượng cho bên bán và bên bán thì đã giao đất cho bên mua. Do đó trên thực tế thì hiện nay căn cứ theo Điều 129 đó, thì pháp luật đã thừa nhận về cái hiệu lực của giấy chuyển nhượng này. Trong trường hợp giữa hai bên không thống nhất được về cái hiệu lực của giấy chuyển nhượng bằng tay thì yêu cầu tòa án xem xét giải quyết công nhận. Và theo quy định đó, thì khi mà đã hai bên hoàn thành một hoặc cả hai bên hoàn thành 2/3 nghĩa vụ cho nhau thì tòa án sẽ công nhận cái giấy chuyển nhượng bằng tay đó có hiệu lực pháp luật. Dạ thưa ông, thì sang nhượng bằng giấy tay thì đòi hỏi là giấy tay phải đáp ứng được những yêu cầu gì thì mới có hiệu lực pháp luật ạ? Về mặt giấy tay để đảm bảo hiệu lực pháp luật trên thực tế thì trước hết là thể hiện rõ giữa người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng, rồi giá trị chuyển nhượng, rồi là phần đất cụ thể chuyển nhượng từ địa điểm ở đâu. Trong đó thì phải thể hiện được là việc sau khi chuyển nhượng á, thì bên nhận chuyển nhượng đã trả tiền cho bên chuyển nhượng, thì điều kiện đó sẽ đảm bảo được trong thực tế, bởi vì thực tế là người dân sẽ không hiểu những điều kiện trong thực hiện theo cái giấy chuyển nhượng cũng đảm bảo một đấy là một trong những hình thức của hợp đồng giao dịch giữa đôi bên mà Bộ Luật Dân sự đã quy định rất cụ thể. Thưa ông, được biết ông Tòng là đối tượng được thuộc diện là được trợ giúp pháp lý. Vậy thì xin ông hãy cho biết là những đối tượng nào thì sẽ được nằm trong cái diện mà được trợ giúp pháp lý, cũng như là các thủ tục cần có để được hưởng quyền lợi của trợ giúp pháp lý. Theo quy định tại Điều 7 của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 á, thì các đối tượng được trợ giúp đi gồm có như là trước hết là người nghèo, thứ hai là người có công cách mạng. Người có công cách mạng gồm bao gồm là thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, rồi người hưởng các chế độ theo quy định pháp luật là chương trình BCK hay là quy định 290, rồi người được tặng các quân huy chương kháng chiến, rồi là người bị buộc tội từ 16 đến 18 tuổi, rồi người thuộc hộ cận nghèo, rồi người cao tuổi, rồi người khuyết tật, rồi là trẻ em, rồi người bị hại trong các vụ án hình sự trong 16-18 tuổi, rồi bị hại là thuộc hộ cận nghèo. Đối với trường hợp của ông Tòng thì ông Tòng hiện nay là thuộc diện là chế độ là thương binh, cho nên ông Tòng là người có cách mạng. Đây là một trong những đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật. Do đó thì trong vụ việc của ông Tòng khi đến yêu cầu trợ giúp pháp lý thì ông Tòng đến thực hiện mang theo đó là cái giấy chứng nhận đối tượng như là thẻ thương binh. Thứ hai là các giấy tờ có liên quan đến vụ việc mà ông Tòng đang có để thực hiện yêu cầu trợ giúp pháp lý. Cái thủ tục thứ ba là làm đơn yêu cầu trợ giúp lý. Về cái đơn yêu cầu trợ giúp lý thì tại tổ chức thực hiện trợ giúp lý đã có sẵn, ông Tòng chỉ điền thông tin và ký tên vào là đủ. Dạ. Vậy thì đối với những vụ việc dân sự như là tranh chấp về đất đai thì việc đầu tiên mà người dân nên làm là gì thưa ông? Trong các vụ việc nhận và bán về liên quan đất đai thì khi nhận chuyển nhượng, người dân lưu ý là phải xem cái tra cứu việc nguồn gốc đất, hiện nay đất đó có tranh chấp hay không. Thứ hai là đất đó có trường hợp người đang chuyển nhượng cho mình á, có dấu hiệu tẩu tán tài sản,
Nói cách khác hơn là trước khi nhận chuyển nhượng thì người dân phải biết rõ về cái đất hiện nay đang được đảm bảo của quyền người chuyển nhượng cho mình. Mà muốn làm việc này thì nên rà soát đến các cái cơ quan quản lý đất đai trên địa bàn như Ủy ban nhân dân cấp xã hay là văn phòng đăng ký sử dụng đất, mà cũng có thể là tìm hiểu đến cái tòa án nhân dân cấp huyện nơi có đất đó đang tranh chấp, đất đang sẽ chuyển nhượng. Với vai trò là một trợ giúp viên pháp lý thì ông có những khuyến cáo gì để gửi đến người dân để có thể là giảm đến mức thấp nhất những sự việc kiện tụng về tranh chấp đất đai ạ thưa ông? Trong quá trình để hạn chế việc các vụ việc tranh chấp đất đai kiện tụng thì trước hết bằng tốt nhất là chuyển nhượng bằng hợp đồng theo quy định pháp luật, là phải có qua công chứng chứng thực nơi của ủy ban nhân cấp xã hoặc là phòng công chứng theo quy định pháp luật. Và sau khi chuyển nhượng thì nên việc đo đạc và sang tên theo đúng quy định, và như thế thì cái hậu quả trong quá trình tranh chấp nó sẽ hạn chế đi. Cái thứ ba là phải có cắm ranh vị trí cụ thể thì để sau khi quá trình giá đất có thay đổi thì sẽ liên quan đến việc tranh chấp. Xin được cảm ơn những thông tin hữu ích của ông Ngô Đức Bính, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Cà Mau. Thưa quý vị, đến đây thì chuyên mục Trợ giúp Pháp lý của báo Cà Mau Online cũng xin khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này kỳ sau.